Giới tiên tri nhận định tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982, tháng 3 năm 2022, đến thời thoát khổ, giàu nứt đố đổ vách. Chào mừng quý vị và các bạn đến với Phong thủy Gia Cát. Thay mặt cho thầy Gia Cát cùng với những người thực hiện chương trình này, Diễm Quỳnh xin mến chúc tất cả quý vị gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, vạn sự hanh thông. Quý vị thân mến, trong cuộc đua của 12 con giáp thì con Tuất là con vật đại diện cho sức mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần. Bởi vậy mà những người tuổi Nhâm Tuất đa số họ sống tự lập, trưởng thành sớm và có tính cách mạnh mẽ, kiên định. Người tuổi này có nhiều ước mơ, hoài bão và ý chí lớn. Họ không ngại khó khăn, nguy hiểm. Về sau thì họ cũng có được những thành tựu lớn trong sự nghiệp của mình. Tử vi học tháng 3 âm lịch năm 2022 Nhâm Dần của 12 con giáp có những luận cứu cho thấy tuổi Nhâm Tuất có vận trình hung cát đan xen. Nhưng nếu chỉ cần cố gắng nỗ lực hơn một chút nữa thôi, chỉ cần nắm bắt được vận mệnh của mình thì những gia chủ tuổi Nhâm Tuất trong năm 2022 Nhâm Dần sẽ phất lên giống như diều gặp gió. Và hơn nữa được tam hợp với thái tuế của năm nên trong năm 2022 Nhâm Dần thì những gia chủ tuổi Nhâm Tuất sẽ có được sự tương trợ từ quý thần và từ đó vận trình công danh được hanh thông, con đường tài lộc cứ vậy mà rộng mở thênh thang. Vâng thưa quý vị, và để có thể nắm rõ được vận trình của những người tuổi Nhâm Tuất trong tháng 3 âm lịch này thì xin mời tất cả quý vị hãy cùng theo dõi bài luận giải chi tiết ngay sau đây. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982 trong tháng 3 âm lịch năm 2022. Những gia chủ tuổi Nhâm Tuất vốn thông minh và giỏi chịu đựng. Hầu hết người tuổi Nhâm Tuất đều nhận được rất nhiều sự quan tâm và yêu thích. Nhưng bản chất những người này lại khá nóng nảy và cứng đầu mà họ cần tiết chế để thăng tiến trong sự nghiệp. Những người tuổi Nhâm Tuất làm bất cứ điều gì cũng đều đạt được thành tựu nhất định. Trong công việc, người tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982, mệnh đại hải thủy, là người khiêm nhường, ham học hỏi. Họ coi trọng ý kiến của người đi trước và tích cực học hỏi kinh nghiệm của tiền bối để tự bồi dưỡng cho mình. Cũng nhờ thế mà con giáp này tiến bộ rất nhanh trên con đường mình đã lựa chọn và có được những điều mình mong muốn bằng chính sức mình. Họ cũng là người có khả năng nhìn xa trông rộng, biết đặt ra những kế hoạch dài hơi có lợi cho mình. Đã làm gì, họ sẽ làm đến cùng, cũng yêu và đam mê công việc của mình. Mọi chuyện họ làm đều theo kế hoạch, nhờ thế mà khả năng thành công cũng cao hơn. Tháng này, tình hình sức khỏe của người tuổi Tuất sinh năm 1982 không thực sự lý tưởng, chủ yếu là bởi vì bạn phải chịu tác động nặng nề của cục diện xung khắc địa chi. Bạn cần phải chú ý đến an toàn của bản thân, đặc biệt là khi di chuyển hoặc khi lao động chân tay, tránh để xảy ra sự cố đáng tiếc. Trên phương diện sự nghiệp, bản mệnh cần hạn chế tính cách nóng nảy, không nên đắc tội với mọi người xung quanh. Bạn cũng cần lập những kế hoạch cụ thể cho công việc của mình để có chí hướng phấn đấu, dù gặp khó khăn cũng không bỏ cuộc giữa chừng. Trong chuyện chi tiêu, gia chủ dễ rơi vào cảnh vay nợ vì tiêu tiền bừa bãi cho những mục đích không thực sự cần thiết. Người làm ăn kinh doanh cần hạn chế đầu tư, chớ nên tin theo lời rủ rê của người khác, đổ tiền vào những hạng mục không đáng tin cậy. Xét về thiên can, Nhâm Dương Thủy gặp Giáp Dương Mộc nên gọi là thiên ấn, nghĩa là bản thân được sinh phù. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Nhâm Tuất nếu có cơ hội nên chủ động chấp nhận thử thách để có kết quả tốt hơn. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận, công việc sự nghiệp của gia chủ trải qua không ít biến động, nguy cơ thất bại khá cao nếu tiếp tục duy trì tư duy bảo thủ, không biết tiếp thu góp ý và gợi ý từ người khác. Có những thời điểm gia chủ mất động lực, làm việc khá tùy hứng, thiếu tập trung nên mọi việc chỉ hoàn thành được nửa vời hoặc làm qua loa cho xong. Với những người làm công ăn lương, sự mệt mỏi chán trường sẽ làm giảm sút hiệu quả công việc. Mọi sự đóng góp của bạn không được cấp trên công nhận, sự cố gắng của bạn như dã tràng xe cát. Tuy nhiên, đừng lấy đó làm lý do để lười biếng chểnh mảng, hình thành thói quen không tốt cho bản thân. Trong nửa năm đầu 2022, gia chủ rất cần sự kỷ luật hay một khuôn phép, quy tắc sẵn để có thể ép bản thân đi đúng hướng. Nếu không, sai sót có thể xảy ra ngay từ đầu, bản mệnh mãi trượt dài trong thất bại, cần phải học cách tiết chế để đổi mới bản thân càng sớm càng tốt. Năm Nhâm Dần 2022, thái tuế là hạ ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế để nghênh đón thái tuế mang lại may mắn bình an. Đặc biệt,
Kim bài thái tuế của phong thủy lộc tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ tuổi Nhâm Tuất để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc, xem tử vi đường tài lộc của người sinh năm 1982 không quá lý tưởng trong tháng này. Gia chủ thường xuyên mất tiền cho những mục đích không thật sự cần thiết, ví dụ như mua sắm theo tâm trạng rất dễ dẫn đến việc vung tiền quá chán, tài khí khó tụ, việc làm giàu cũng bị cản trở theo. Ngoài ra, bạn cũng nên đề phòng khi tham gia vào các dự án bất động sản hoặc đầu tư vào bất động sản cho người khác. Việc thiếu bình tĩnh và lý trí có thể khiến bạn gặp rủi ro tài chính. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một vòng tay tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho các gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Trong tháng 3 âm lịch, sức khỏe người tuổi Nhâm Tuất không quá ổn định. Các gia chủ Nhâm Tuất có chút phiền muộn do không có sự đồng tình, ủng hộ của cấp trên cũng như đồng nghiệp. Thu nhập cũng thấp hơn so với các tháng trước nên khiến bản thân lo lắng chi tiêu. Hệ tim mạch của gia chủ không được tốt cho lắm, cần chú ý khám sức khỏe định kỳ để kịp thời phát hiện và điều trị bệnh nếu có. Bản mệnh cũng cần đề phòng những nguy hiểm tiềm ẩn ở gan và túi mật, đôi khi còn do chấn thương ở xương và cơ thể khi đi xa hoặc bất cẩn trong quá trình điều khiển phương tiện giao thông. Ngoài ra, cần chú trọng việc chăm sóc cơ thể tốt hơn, chăm rèn luyện thể thao mới giảm trừ nguy cơ bệnh tật. Các quý gia chủ tuổi Nhâm Tuất hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây sẽ là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để có thể phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Nhâm Tuất. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo, tương xung xuất hiện gây ra những trúc trắc nhất định trên con đường tình duyên của những người tuổi Nhâm Tuất. Đào hoa ảm đạm, tình cảm lứa đôi, vui thì ít mà buồn thì nhiều. Những cuộc cãi vã vì mâu thuẫn quan điểm thường xảy ra thường xuyên hơn. Nữ mệnh tuổi Nhâm Tuất, bạn là một người nhạy cảm trong chuyện tình yêu và luôn là người chịu nhiều thiệt thòi. Trong tháng này, tình cảm của hai bạn sẽ tốt đẹp, êm đềm hơn rất nhiều. Tuy nhiên, tử vi tháng này khuyên bạn không nên suy nghĩ mọi chuyện theo hướng tiêu cực, ngờ vực, suy đoán sẽ xảy ra mâu thuẫn không đáng có. Các cặp vợ chồng nếu để mâu thuẫn lên đỉnh điểm có thể dẫn tới ly thân, con cái bị ảnh hưởng theo. Tuy nhiên, mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát nếu bản mệnh chịu nhượng bộ và bao dung nhiều hơn. Nếu đang ở một mình, bạn ít có cơ hội cải thiện tình cảm, dễ tỏ ra không có thiện chí trong những cuộc hẹn được giới thiệu thông qua người khác. Bạn nên cho bản thân và cũng cho người khác cơ hội để chăm sóc bầu bạn bên mình. Tổng quan tháng 3 âm lịch năm 2022, tháng Giáp Thìn, năm Nhâm Dần. Tháng 3 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 3 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 3 năm 2022, tức ngày 1 tháng 4 năm 2022 đến 30 tháng 4 năm 2022 dương lịch. Tháng 3 Giáp Thìn có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa, tháng Thìn Lục Hợp Dậu, Tam Hợp Tý và Thân thành Thủy Cục, Xung Tuất, Hình Thìn, Hình Mùi, Hại Mão, Phá Sửu và Tuyệt Tuất. Đối với người tuổi Nhâm Tuất trong tháng 3 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 9 tháng 3 năm 2022, tức ngày 9 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Thìn, có nạp âm là Trường Lưu Thủy. Ngày âm lịch, ngày 21 tháng 3 năm 2022, tức ngày 21 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Thìn, có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Nhâm Tuất. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán.
Các ngày tốt đối với người tuổi Nhâm Tuất trong tháng 3 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 8 tháng 3 năm 2022, tức ngày 8 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Tân Mão, có nạp âm là Tùng Bách Mộc. Ngày âm lịch ngày 20 tháng 3 năm 2022, tức ngày 20 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Quý Mão, có nạp âm là Kim Bạc Kim. Đây chính là hai ngày để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, cộng ngày tháng năm sinh, cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, vậy là chúng ta đã cùng nhau phân tích xong về phần luận giải lá số tử vi cho tuổi Nhâm Tuất trong tháng 3 âm lịch. Và chắc hẳn là quý vị cũng biết được mình cần phải làm gì cho tương lai, đúng không ạ? Thông qua chương trình này thì chúng tôi cũng luôn mong muốn rằng quý vị hãy áp dụng những kiến thức mà Phong Thủy Gia Cát chia sẻ vào trong cuộc sống hàng ngày của mình để có thể thay đổi vận mệnh của mình trở nên ngày một tốt hơn, thành công hơn. Cảm ơn tất cả quý vị đã luôn quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Phong Thủy Gia Cát xin mến chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung tiếp theo của chương trình. Xin mến chào!